Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một con máy của hãng Daiwa. Đó là con Daiwa Kidframe 2500. Thì con này đã được sản xuất năm 2005 tại Thái Lan. Thì các bạn có thể sử dụng con này để câu lua, mồi giả, câu cá chép, câu suối. Và các bạn cũng có thể sử dụng con này để đánh lũ bằng mồi nhá thiệt. Thì đa số thì cá lũ nó không có lớn, nó tầm trung trung đổ lại thôi, nên các bạn có thể sử dụng con này để đánh. Thì cái thông số cơ bản của con này á, là cái dòng tua của nó là 4.7.1, nặng 290 g, chạy 5 bạc đạn, mắt rác của nó là 7 kg. Thông số dây cơ bản là dây số 2 vô được 200 m, dây số 3 thì vô được 150 m, dây số 4 thì vô được 100 m. Đây là buôn ở bên trong của nó. Nó có cốt trợ lực. Rất là êm mượt, dòng kit thì êm mượt khỏi phải nói rồi. Thì tầm giá trên thị trường của con này nó rơi vào khoảng 800 đến 1 triệu, 1,2 triệu, tùy theo mới hoặc là cũ. Thì mình thường sử dụng con này để câu lua mồi giả hoặc đánh lũ, rất là thích hợp. Đánh ổn định. Các bạn muốn tìm một cái con máy mà đánh mồi giả ổn định thì tầm trung bình dân thì đây là một cái lựa chọn thích hợp. Đây là những cái con máy mà mình sử dụng, mình không có kinh doanh buôn bán gì nha các bạn. Thì clip này mình xin dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.